Hello Thu Trang, how are you today? Happy. Wonderful. Nào, chào mừng con đến với bài kiểm tra của ngày hôm nay. Bài kiểm tra sẽ bao gồm 5 phần. Đến với phần đầu tiên thì chúng mình sẽ có một vài những cái câu hỏi để con thể giới thiệu bản thân. Are you ready? Yes. Yes, good job. So what is your name? My name is Tuta. Wonderful. How old are you? How old are you? Con bao nhiêu tuổi nhỉ? Eight. Good job, 8 years old. Đọc lại với cô thi nào. Đúng rồi, I'm 8 years old. So where do you live? Con sống ở đâu nhỉ? Hà Nội. Hà Nội. Thế trả lời cả câu với cô nào. I live in. Live in Hà Nội. Good job, I live in Hà Nội. What is your favorite food? Món ăn yêu thích của Thu Trang là gì? Hamburger. Hamburger hả? Ok, thế thì cả câu là gì nhỉ? My favorite food is... Favorite food is hamburger. Yeah, hamburger. Wonderful. Good job, Thu Trang. Con đã hoàn thành phần đầu tiên. Với phần thứ hai, Thu Trang kể lại cho cô thi câu chuyện Lucy's Day từ 2 đến 3 câu nhé. Cô thi gợi ý này. A Very. Ừ, đúng rồi. girl. There is a girl. Her name is Lucy. Good job. Tiếp tục nào. Những câu mà con nhớ trong bài nào. Con nhớ không? Thế con còn nhớ cô dậy thức dậy lúc mấy giờ không? She wakes up at 6 a.m. a.m. Đúng rồi, good job Thu Trang. Wonderful. Thế thì đến với phần thứ ba của chúng mình luôn. Chúng mình sẽ chiến đấu mini story với cô Đô Thi. Are you ready? Yes, good job. Rồi, lại một lần nữa cho cô Thi nhìn thấy cả Thu Trang thật là to. Lại một lần nữa, are you ready? Are you Yes. ready? Yes, good job. So there's a girl. Her name is Lucy. Ooh. Ooh. Is there a butterfly? No. No, is there a bird? No. No, is there a fish? No. No, so is there a girl? Yes. Yes, who is there? Lucy. Lucy, who is Lucy? A word. A girl, good job. So she wakes up at 6 a.m. Ooh. Does she wake up at 7 a.m.? No. No, does she wake up at 9 a.m.? No. No, does she wake up at 10 a.m.? No. No, so does she wake up at 6 a.m.? Yes. Yes, who wake up at 6 a.m.? Lucy. Lucy, what time does Lucy wake up? I am. 6 a.m. And what does she do at 6 a.m.? Cô ấy làm gì lúc 6 giờ sáng nhỉ? She what? What gì à? Wakes up at She what subs? 6 a.m. Rồi, ok. Tiếp tục một nốt một câu cuối với cô Đô Thi nào. Lucy is a morning person. Ooh. Is Lucy a night person? No. No, is Lucy an afternoon person? No. No, is Lucy a lunch person? No. No, so is Lucy a morning person? Yes. Yes. Who is Lucy? A girl. A girl and a Morning. morning person. And who is a morning person?
Lucy. Lucy, wonderful, good job. Thu Trang high five. Yes, wonderful. Đến phần thứ tư, chúng mình sẽ cùng cô Thi chơi một trò gọi là đuổi hình bắt chữ. Con sẽ giúp cô Thi đoán một vài từ mà cô Thi làm động tác ha. Ok, từ đầu tiên cô Thi có A girl. a girl. Từ thứ hai Lucy. Lucy. Từ thứ ba nè It. eat. It. Đúng rồi, good job. Đến phần cuối cùng thì cô Thi cần Thu Trang đọc giúp cô Thi một đoạn văn nhỏ nhỏ nha, một văn ngắn ngắn nha. There is a girl. His name is Lucy. Lucy is a morning bus. Person. Bosses. What? Was at the was at 6 a.m. Đúng rồi. Về. Lucy goes to the bathroom. She What? brushes Her teeth her teeth and and takes take a shower. shower. Đúng rồi. After that. After that, Gets she gets dressed, dressed in her her favorite favorite clothes. cause. Good job. Ok. Rồi, cô Hy thấy là Thu Trang đã làm bài kiểm tra ngày hôm nay rất tốt rồi. Có thể về luyện tập thêm một xíu nữa để cho chúng mình trôi chảy và đọc dễ dàng hơn nhá. High five với cô Đô Thị. Yay! Good job, Thu Trang. Rồi, con đã hoàn thành xong bài kiểm